Thầy xin chào quý vị khán giả kênh YouTube Bản Tin Sớm. Bây giờ là 17:30 ngày 2 tháng 8 năm 2020. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở tại trước siêu thị Nguyễn Kim trên đường Võ Văn Ngân thuộc quận Thủ Đức. Thì trước đó đã xảy ra vụ tai nạn là lật chiếc xe 4 chỗ ở ngay tại trước siêu thị. Tai nạn này có ai bị thương gì không chú? Không. À, dạ. Bị lâu chưa chú? Một tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi ha chú. Dạ, chắc chủ xe vẫn còn đây ha. Còn. Dạ. Ở bên kia. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Theo như kênh Bản Tin Sớm và quan sát thì có rất là nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng lại chia sẻ livestream chụp hình quan sát vụ tai nạn này. Hiện tại bây giờ là 7:45, tình hình giao thông qua khu vực này cũng không đến nỗi là kẹt xe nghiêm trọng lắm. Chiếc xe thì vẫn nằm đó, vẫn chưa được di dời. Chị nữ này đang đứng livestream selfie ở tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đây ạ. Đây, anh này vừa chạy vừa selfie quý vị.